Cặp cá bảy màu có giá 7 triệu, các bạn không nghe lầm đâu, chính là 7 triệu đó. Tại triển lãm cá cảnh kết hợp thi đấu ở Sài Gòn vừa qua, có một cuộc thi mang tên là Extra Guppy Cup. Tại đây có rất là nhiều cặp cá bảy màu từ khắp cả nước đổ về để mà tranh tài khoe sắc với nhau. Và rất nhiều cặp cá ở nước ngoài gửi về để thi đấu nữa, với số lượng hồ lên đến hơn 600. Và những cặp cá xuất sắc nhất sẽ sở hữu được những chiếc cúp lung linh ở phía trên. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Còn mình nhìn là chảy nước miếng luôn á. Có một cặp cá xuất sắc hôm đó sở hữu đến hai chiếc cúp danh giá luôn các bạn, Best of Show và Best of Female, và cuối cùng đã tổ chức đấu giá. Rất cảm ơn những anh em ngày hôm đó đã nhường mình. Nếu không nhường thì giá trị chắc phải hơn 10 củ. 7 triệu, quá nhiều, quá dở, quá đẳng cấp, dân chơi miền Tây, 7 triệu. 7 triệu rồi. Rồi. Giờ về 7 triệu đấy đúng không? Đã thưởng mua là 7 triệu 4 triệu vậy đó. Rồi, giỡn coi chào, giỡn tay đây.